Và chúng tôi cũng xin được gửi tới câu hỏi kế tiếp cho máy Nguyễn Thị Dung ở Phan Thiết ạ. Dạ con mời bác ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng huynh. Con kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm cùng các chư liên hữu đồng tu đang có mặt ở trên Zoom ạ. Con có một câu hỏi hỏi dùm cho một bạn đồng tu đang có mặt ở trên Zoom ạ. Kính thưa thầy Diệu Âm, con ở Phú Thọ, có pháp danh là Diệu Âm Diệu Thu. Con có một người bạn ở gần nhà 45 tuổi bị ung thư vú giai đoạn 3 rồi, đã hóa trị liệu rồi và đã cắt mổ hết một bên rồi, khoét ra tận nách nhưng vẫn còn rất khỏe. Con đến chơi và khuyên em ấy hãy buông bỏ buôn duyên, nhất tâm niệm A Di Đà Phật, lạy A Di Đà Phật và sám hối cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đi đứng nằm ngồi em nên nhớ niệm A Di Đà Phật và phát nguyện cho con về Tây Phương Cực Lạc. Em hãy tin sâu nguyện thiết, đừng thương con nhớ chồng nhớ tài sản. Lúc đầu em ấy cũng nghe con và niệm Phật, nhưng rồi có nhiều người đến thăm, nói là mê tín làm gì và buông thế nào được. Chồng con là của mình, gia tài của cải là tự tay mình làm ra. Bây giờ phải cố gắng chữa chạy, sống được năm nào hay năm đấy. Thế là em ấy không niệm Phật nữa. Thầy ơi, con rất và học về hộ niệm. Bây giờ con phải làm thế nào để tiếp tục giúp được em ấy? Thưa thầy, con kính mong thầy, thầy đại từ đại bi thương xót giảng dạy, khuyên em ấy dùng con để em ấy tỉnh ngộ và vững lòng tin niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc ạ. Con sẽ chuyển video này cho em ấy xem. Con thành kính tri ân công đức của thầy Diệu Âm và ban tổ chức ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bệnh hoạn chữa trị không ai cấm mình, nên chữa đến cùng là cái điều đúng. Nhưng đã bị ung thư đến giai đoạn mà bác sĩ trong bệnh viện chịu thua thì có chữa gì chữa cũng chuẩn bị chờ ngày ra đi. Nếu người nào thực sự có căn lành thì giai đoạn này là giai đoạn người ta vững vàng quyết lòng cầu Phật cứu mình. Bác sĩ không cứu mình được nữa, những mũi thuốc, những cái xạ trị, những cái thuốc thang gì của bệnh viện nhất định không cứu mình được nữa đâu. Tại vì đã ung thư, bệnh viện đã trả về. Đây là giai đoạn mà dẫu có cứu thì đến ngày đó cũng phải ra đi, và sự ra đi cũng sớm lắm rồi. Chính vì thế nếu một người mà có nghe những lời khuyên của bác Bổn Hòa mà phát tâm niệm Phật là do cái căn lành đã có từ trước. Còn những người mà bác khuyên mà người ta không nghe là tại vì người ta từ chối con đường siêu thoát, người ta quyết bám theo thân xác này. Nếu thực sự họ bám theo như vậy thì xin thưa với bác Bổn Hòa, Bổn Hòa là chính Diệu Âm này cũng đành chịu thua, không cứu được. Vì thế cho nên nếu người này mà có một chút giác ngộ ra thì nên quyết lòng niệm Phật, quyết chí niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì tự nhiên lòng thành này có cảm ứng. Phật không phải đến cứu mình hết bệnh, mà Phật cứu mình hết sanh hết tử. Phật cứu mình không còn vướng mắc trong cõi lục đạo luân hồi, và Phật cứu mình thoát qua ba đường ác đạo sau khi buông xả cái thân xác này để trở về Tây Phương Cực Lạc. Vì đại nguyện của Đức A Di Đà nói rằng dẫu một người tội chứng sâu nặng đến đâu, nghiệp chứng ứng hiện ra thành bệnh hoạn nặng nề tới đâu, nếu phát khởi niềm tin quyết lòng niệm Phật
đã đến giai đoạn không còn cứu chữa được, quyết lòng muốn ra đi, niệm câu A Di Đà Phật. Dẫu cho 10 niệm trước khi ra đi mà không được vãng sanh đi làm Bồ Tát, Phật thể không thành Phật. Còn nếu tham chấp vào đó thì đành phải chấp nhận thương đau, không ai có thể cứu được. Nên nhớ cho tất cả đều có duyên tại mỗi người, chứ không cách nào mà bắt buộc người ta tin. Diệu Âm khuyên rằng những người này nên mau mau tin Phật liền đi, để đi con đường giải thoát. Chứ ai nói chư vị bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa đâu. Nhưng khi ra đi, chư vị có giữ, giữ cũng không được. Nhất định phải bỏ. Nếu tâm cứ chấp vào đó, mình bị cái chấp này mà khổ nạn triền miên. Chấp vào cái nhà, thường làm ma trong cái nhà đó. Vợ con mình bán nhà mà đi. Chấp vào đứa con, thường thường cứ về thăm đứa con. Đứa con này nhất định có thể vào bệnh viện tâm thần vì nó sợ quá chịu không nổi. Nếu thương người vợ, cứ về nhà mà thăm người vợ, người vợ phải bỏ chạy thôi chứ không biết làm sao. Cho nên vô tình, tình thương không đúng chỗ, coi chừng gặp hoạn nạn, ân hận không kịp đấy nhé. A Di Đà Phật. Cô A Di Đà Phật, chúng con xin cung kính tri ân công đức của lão cư sĩ Dầu Âm.